Thầy ơi, lận đận tình duyên có phải là do chưa đủ phước không ạ? Trời ơi, bữa nay hỏi tới lận đận nữa nè. Thấy không? Đây, chỗ này đây. Tại sao một người không có mảnh tình dắt dai, người ta hạnh phúc ơi là hạnh phúc, còn tại vì mình muốn mà không được, đấy, lẽ ra được niết bàn không ai ngó nè, không ai ngó là một niết bàn nha, mà cứ kiếm, cứ cầu cho người ngó, người ta cầu cũng được khổ, cái này gọi là cầu bất đắc khổ. Mình sống cuộc đời không vướng bận khỏe hơn không? Mà nó khổ một cái, tới hồi vướng xong rồi kiếm đường gỡ. Có nhiều người gỡ không ra đó, kêu gỡ không ra đó. Hồi nhỏ quý vị có coi đời cô lụ không? Nhớ cô Ngọc Giàu, cô đóng cái cô người đỡ mà tay cô quẹo quẹo không? Có chồng ngồi như ngông đeo vào cổ, đeo con ngồi biết gỡ sao nghe. Cho nên á, cái gì mình không muốn mà không được thì phiền não liền. Phiền não không phải ai chọc mình giận à, bất cứ cái gì nó làm cho lòng mình không còn bình an ở một cái trạng thái bình thường là phiền não. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó, mình để ý cái người đó, mà bữa đó người đó không có, cái tự nhiên mình sao xuyến, mình sao sao, mình nhớ nhớ vậy đó, chạy tới chạy lui mình tìm là phiền não đó, chứ không ai chọc mình giận hết á. Phiền não là một trạng thái khi tâm không còn bình thường, tâm nó rơi vào một cái trạng thái bất thường, có thể là thương, nhớ, ghét, giận, tất cả những cái đó là phiền não đó. Nhưng mà nhớ người nào rồi tưởng tượng về cái đó gọi là phiền não êm ái. Còn mình tức tối người đó gọi là phiền não khổ đau không. Nhưng mà bạn, cái thật là cỡ nào kiểu nào cũng khổ đó. Cho nên bây giờ á, hỏi mình lận đận tình duyên có phải là mình chưa đủ phước không? Chắc có phước mới gọi là có tình duyên không? Hay không, nói ngược lại đi, không có ai mới là phước, tại không có nợ. Có rồi cực lắm, đi là phải sửa sạn. Còn hồi chưa có đi ra bình thường. Mà nếu người nào mà thật thương mình là người ta nhìn mình bình thường mà ta thương được, con mới gọi là thật thương. Còn ta nhìn mình đủ thứ trang sức người ta mới thương, coi chừng ta thương cái trang sức đó không phải thương mình. Cho nên á, có phước tùy theo mình nhìn thôi. Ví dụ như cái người xuất thế gian, người nhìn xa chúng ta thấy ồ, mình không muốn bận là phước chứ sao. Còn ví dụ bây giờ mình thích quá, mình muốn quá, mình đi tìm, gọi là mình tìm đại, gặp nhiều khi gặp cái người không dễ thương, cái lúc đó mình than cái trời sao con vô phước, không có thì kêu là không phước, mà gặp người mà không dễ thương cũng là không phước. Phước hay không là do cái mình nhìn. Không có, cuộc đời này không phải chỉ có chuyện tình cảm giữa nam nữ mới gọi là tốt. Đôi khi mình không có vướng bận cái đó thì mình rỗng rang mình làm việc khác hơn. Ở đó lúc có bà còn nhỏ đó, thì có một vị thượng tọa, giờ ngày mất rồi, ngày mới làm cho có quà bài thơ. Ngày nói: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Thầy cho qua bài thơ đó. Thì mấy ngày sau, thầy viết cho qua một tờ giấy nữa. Thầy nói: nếu ngày nào con được đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cho nên mình không có vướng, thấy không? Thí dụ như nói ta trót đeo mang một chữ tình,
dường như thể hải với sơn minh. Nhưng mà cái tình đó nó không vướng mặt. Ai bảo người tu chẳng biết yêu? Người tu không yêu ít mà yêu nhiều. Cho nên cái yêu đó, nếu mà mình không được cái yêu mà gọi là năng với sở là mình yêu rồi người yêu đó, thì mình yêu cái đại lầm, như Đức Phật, như Thái Tử. Cho nên vị đạo hữu này đừng có lo. Nếu mà duyên đó, duyên mà nghiệp nữa đó, mình chạy không có. Còn nếu không có bị, không có vướng, cứ thảnh thơi mà sống tận hưởng những ngày thảnh thơi đi. Không phải không có, nhiều khi chưa tới rồi. Tới rồi tới rồi chạy không kịp. Rồi lúc đó hỏi là bây giờ phước hay họa nữa. Xin Thầy hoan hỷ giúp cho con câu hỏi. Thứ nhất, con muốn hiến xác nội tạng đó, nhưng nếu vài năm nữa thì tuổi còn tươi thì tuổi con, tuổi già sức yếu thì nội tạng đó có còn sử dụng được không? Mặc dù con không có bệnh gì cả. Lát nữa bác gặp Pháp Hòa đi, con Hòa khám thử coi nội tạng còn tốt không. Thật sự ra đó, quý bác đừng có lo. Nếu quý bác thật tâm muốn hiến nội tạng thì lên bệnh viện, bác sĩ họ sẽ khám sức khỏe cho mình, thấy rằng mình còn đủ để mà hiến hay không, chứ không phải offer mà người ta nhận đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Ví dụ như mình muốn đi hiến máu, người ta cũng phải thử máu mình chứ. Rủi máu mình nhiễm bệnh rồi ai dám nhận? Rồi lấy rồi truyền cho người khác ta mang bệnh sao? Cho nên đừng có lo, hiến là một cái tốt rồi. Nhưng mà trước khi mình thật sự được chấp nhận là người ta phải có cái sự xét nghiệm. Nếu như mà ngay lúc mình hiến là khỏe, tới lúc hiến là nó hết rồi, thì người ta cũng không có dùng. Hoặc là người ta không dùng để chữa bệnh cho ai hết, nhưng mà người ta dùng cái đó để ta nghiên cứu bệnh tật. Cho nên cách nào cũng sử dụng được. Ví dụ như cái người 80 tuổi hay 75 tuổi bị một cái bệnh gì đó rồi mất đi, không còn đủ sức khỏe để tặng cho người khác, nhưng họ có thể sử dụng cái đó để nghiên cứu về bệnh tật ở trên cơ thể của một người già. Cho nên có cúng là sẽ được sử dụng. Thứ hai là con có đứa con bị bệnh, không quyết định việc gì cả, chỉ là mẹ lo hết. Thành kính không được thông minh, cháu thì không được thông minh, sáng suốt, nhưng cháu rất khỏe. Nhưng khi cháu qua đời, con muốn con của con hiến nội tạng cho đời, thì con có là bức hiếp con không? Con có nên làm việc này không? Kính xin Thầy vì con muốn làm việc này cho con khi ra đi là một việc gì đó lợi ích cho đời. Ý nói là có một người bệnh, người con bệnh, không có tự quyết định được. Bây giờ bác này muốn ký giấy cho con của mình hiến nội tạng có được không? Cái điều này á, bác đừng lo. Khi mình nói điều này lên với bệnh viện, nếu luật pháp không cho phép mình ký giấy cho một người không đủ khả năng quyết định, thì tự động họ sẽ nói cho anh biết là không hợp pháp. Bây giờ có một ví dụ như vậy nè. Những người mang bệnh không qua khỏi được mà đau quá, thì họ quyết định là họ nhờ bác sĩ chích thuốc cho họ chết. Nhưng mà với điều kiện là người đó phải thật tỉnh táo để trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Nếu người đó không biết tiếng Anh, bệnh viện cũng không cho con cái thông dịch, mà phải là người ngoài vô thông dịch. Vì họ sợ con cái muốn lấy bảo hiểm có thể dịch sai cái ý người bệnh, cho nên người nhà không được nhúng vô. Nếu người đó ký giấy xong, hẹn cái ngày chích thuốc đó, mà bác sĩ tới giờ
để mà chuẩn bị chích thì lúc đó người đó hôn mê. Mặc dù trước đó 3 ngày, 1 tuần họ đã ký giấy, bác sĩ vẫn không chích. Nếu cái giây phút chích thuốc người đó bị mê, là cái hợp đồng chích thuốc hủy bỏ. Cho nên thí dụ mình muốn làm cái gì cho người bệnh, theo cái nghĩ của mình là con mình ở đời này nó mang bệnh, nhận tiền của chính phủ mấy chục năm nay, bây giờ trước khi nó chết thôi mình tặng đi làm tới ở cho đời, theo cái nghĩ của một tinh thần của người Phật tử. Nhưng mà đôi lúc luật pháp không cho phép, vì người ta là người không đủ sức để quyết định điều đó, có thể bệnh viện không cho. Cái điều này mình không biết, nhưng mà Pháp Hòa nói ra là đừng có lo chuyện đó, không phải bắt muốn là ta chịu lại, mình cũng phải đi qua một số giấy tờ, mà nếu luật pháp không cho phép cũng không được. Còn nếu luật pháp cho phép thì đúng như cái sở nguyện của bác, bác cứ làm. Kính thầy, kính xin thầy hoan hỷ giúp con làm cách nào trợ giúp cho người thân trong gia đình tin vào Phật pháp và gieo duyên để được đến chùa thường xuyên. Cái này có một cái ý tốt, nhưng mà cái ý tốt này đôi khi nó phải tùy theo cái cách hành xử sống của. Dĩ nhiên đến chùa là tốt, đó là theo cái nghĩa của mình. Nhưng với một người, người ta chưa thấy cái gì của đạo Phật hết, thì đôi lúc đến chùa chưa chắc đã khai mở. Bởi vì cái bệnh viện đó nó nhiều bệnh nhân lắm, mà vô một chặp rồi không hết bệnh, mà gặp toàn bệnh nhân không về chán trường thân nữa, phải không? Cho nên cái quan trọng là làm sao mình giới thiệu đạo Phật, không phải như mình nghĩ là đạo Phật đi chùa cúng nhang cúng đèn làm công quả, đó là đạo Phật của mình. Còn với những người này mình phải giới thiệu một đạo Phật khác, một đạo Phật qua cách sống chứ không phải đạo Phật qua những cái hình thức đó. Vì mình là ở cái người gọi là niềm tin kiên cố đó, mình chấp nhận những cái việc gọi là căn bản đó. Nhưng mà có nhiều người, người ta thấy mình làm đó, ta cho là gì, không phù hợp. Và chính mình làm như vậy đó, nhiều khi họ cũng thấy mình đi chùa mình làm công quả, nhưng về nhà mình không có cái gì, toàn là công một bên và quả một bên, cho nên họ không thấy cái ánh sáng gì của Phật pháp đó. Mình không giới thiệu được họ. Cho nên đối với những người mà can cường, không có niềm tin vào gọi là đạo đức tâm linh, thì không phải ở cái cách giới thiệu là chùa là cái gì, cúng Phật được cái gì, anh phải đi chùa với tôi vân vân. Họ không thể tiếp nhận đạo Phật đó được, mà họ phải thấy được một đạo Phật trong sáng, đó là cách sống của mình. Mà thật sự ra đạo Phật phải là cái đó, đạo Phật là cái đó mới đúng là đạo Phật. Thí dụ mình vẫn ăn, nhưng mình không đủ chánh niệm để mình ăn uống cho đàng hoàng. Mình vẫn nói, nhưng mình không đủ chánh niệm để lời nói của mình nó hạnh phúc cho ai. Thì mình có thể là Phật tử đã quy y lâu năm, nhưng mà có thể cái hành xử mình chưa vào được trong bên trong của cái thực tập đó. Một Phật tử tại gia thọ tam quy ngũ giới thôi là đã phải rất là cẩn thận lời nói, huống chi mình là một tại gia Bồ Tát. Mà nếu mà là tại gia Bồ Tát mà lời nói xóc xỉa người ta, hiềm khích người ta, thì làm cho các vị Phật tử khác người ta không cảm thấy cái tinh thần gì ở nơi một vị Bồ Tát đó. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà muốn thọ Bồ Tát giới phải đủ ba điều kiện, phải làm được ba điều: không làm mọi việc ác là nhiếp thiện pháp giới, phải cứu giúp chúng sanh là nhiêu ích hữu tình, không làm điều ác là nhiếp luật nghi giới, làm các việc lành là nhiếp thiện pháp giới, cứu chúng sanh là nhiêu ích hữu tình. Cho nên tâm bồ đề không phát, lòng từ bi không có, lời nói còn hiềm khích, còn làm cho người ta khổ đau qua lời nói mình, thì nếu mình đánh được người đó chắc mình cũng đánh rồi. Cho nên thưa là cái này mình có lòng tốt, nhưng mình hãy giới thiệu đạo Phật qua cách sống của mình, cách thay đổi của mình. Ví dụ hồi nãy có một vị mới nói, bà xã tôi nửa năm nay bắt đầu đi chùa,
và tôi thấy có thay đổi lớn. Bây giờ hiền được 50%. Thì tự nhiên ông xã mà thấy đó là thấy đạo Phật này, uống thuốc này quất. Còn mình đi chùa sao mà uống mấy chục năm mà bệnh không có hết gì trơn mà nó còn nguyên, thì nó uống đi. Quý vị có thời gian đó, nên đọc cái quyển gọi là Người Tại Gia, ba chữ thôi, đọc cái cuốn đó để mình hiểu được cái cách tu tập của một người tại gia. Thưa Thầy, xin Thầy giảng câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm không thể nghĩ bàn. Cái bài này trong cái bài tụng mình hay tán Phật không? Cái đây là cái bài mình ca ngợi. Mình nói rằng Phật và chúng sanh, cái chân tánh vốn rỗng lặng, yên lặng. Cái chỗ mà giao thông giữa Phật với chúng sanh không có xa. Ví dụ như Phật cũng có cái hiểu biết sáng suốt, mình cũng có. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn mê? Tại vì mình không có phát triển được cái chỗ đó. Cho nên nếu mình phát triển được chỗ đó thì mình với Phật ngang bằng. Cho nên mình thắp đèn, thắp hai cây, thắp hai cái đèn hai bên để nói lên ý rằng Phật với chúng sanh đồng một tánh giác. Và các vị ngày xưa hay dùng cái từ như nhau, dọc mũi ngang màng, chân mày ngang, lỗ mũi dọc, Phật cũng giống vậy. Không phải thành Phật rồi lỗ mũi mọc ngược, cái chân mày mọc xem. Như nhau, dọc mũi ngang màng, nhưng mà tâm phàm, tâm thánh, cả hai chẳng đồng. Giống nhau ở cái mặt mũi mà hai cái tâm. Tại vì mình không có chùi mài cái chỗ đó. Chứ thật ra Phật, Đức Phật của chúng ta trước khi Ngài thành Phật có phải Ngài cũng là một chúng sanh không? Ngài cũng là một chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh có hiểu biết, có giác ngộ thì là Phật. Vậy thì chúng ta định nghĩa chữ Bồ Tát là gì? Bồ Tát là hữu tình giác. Nghĩa thứ hai là giác hữu tình. Bồ Tát nghĩa là một người có tình cảm nhưng mà đã giác ngộ. Còn nghĩa thứ hai là lấy cái giác ngộ đó cảm hóa người khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Hữu tình giác, giác hữu tình. Và trước kia vẫn là phàm phu, nhưng bây giờ là Bồ Tát, là Thật. Cho nên Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Có vào ví dụ ha. Từ hồi sáng giờ á, tâm mình rỗng lặng không? Không giận ai, buồn ai, mọi việc vui vẻ bình thường đó. Đấy, đó là mình đang rỗng, trong trạng thái rỗng lặng đó. Nhưng mà chỉ cần lát nữa ra ngoài cửa mà mất một đôi dép thôi là mình sẽ hiểu mình rỗng lặng cỡ nào. Hay là mất một cái gì nó xảy ra nó không như ý mình. Xin Thầy giảng cho con hiểu thế nào là Phật và như thế nào là chúng sanh. Nếu nói về thân ngũ uẩn thì ai thọ thân ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là chúng sanh. Nhưng mà một chúng sanh mang thân ngũ uẩn mà tất cả tâm ý giác ngộ, đó là chúng sanh giác ngộ. Cũng là chúng sanh, nhưng mà chúng sanh giác ngộ. Mà chúng sanh giác ngộ thì được mệnh danh là Phật. Chúng sanh mà còn mê lầm thì gọi là chúng sanh mê. Chứ còn chúng sanh là ai chúng sanh hết. Chứ đừng nói, ôi đi ra ngoài kia cho chúng sanh ăn đi, mình là gì? Chúng sanh là những người nào còn mang thân tứ đại sống là chúng sanh đó. Mang thân tứ đại là thọ thân ngũ uẩn, sắc là sắc thân này, rồi thọ là cảm thọ, rồi sự tưởng tượng, rồi những cái nhận biết. Cho nên mình cũng là chúng sanh, nhưng mà bây giờ mình cũng giác đó. Mình giác phần, giác từng phần thôi. Khổ đau giác đó, đau đau giác đó, gọi là phần giác. Còn Phật cách giác hết toàn vẹn, cho nên gọi là toàn giác. Còn mình là phần giác thôi. Đỡ lắm đó, chứ trước kia là bất giác, không lúc nào tỉnh hơn. Còn nếu mà người nào mà tu dở là
chút thì giác, chút thì mê. Cái đó gọi kinh gọi là hốt giác hốt mê. Chút xíu giác, chút xíu thì mê. Giận người đó, kỳ này á, tôi chia tay đó, gửi bó hoa tới, thôi mà em. Xong anh. Cho nên á, cái đó mình á, từ cái bất giác nhích lên được chút là hốt giác hốt mê, khá khá chút là phần giác. Còn Phật á, Ngài cũng giống mình hồi xưa y hệt vậy đó. Nhưng mà đến khi mà cái chỗ rốt ráo của Phật chứng đắc là gì? Là toàn giác. Khi mà mình, cái người giác ngộ rồi, người ta thấy cái nhân đó sắp sửa làm, người ta thấy luôn cái quả. Cho nên người ta né cái nhân, người ta không làm. Còn mình bây giờ đó, mặc dù đã từng bị quả, nhưng mà gặp nhân vẫn không ngán. Và thậm chí còn nói câu không sao đó, cũng thanh toán nó rồi tính sao. Tại vì sao? Tại vì mình khác là Bồ Tát là sợ nhân, còn chúng sanh mình thì sợ quả. Lúc gieo nhân mình đâu có sợ. Cho nên ở cái cũng cách sống đó thôi, mà do cái cách sống mình gọi tên chứ có gì. Ví dụ như á, cái người cũng ăn như mình, cũng uống bình thường, nhưng mà cái người nào mà nhậu nhẹt tối ngày, sáng xỉn chiều xa, thì mình lại kêu người đó là gì? Hủ hèn. Cũng là một chúng sanh giống mình, cũng ăn, cũng vui, cũng buồn vậy, nhưng mà cái trạng thái người đó sống là không tỉnh. Mình có cái tên mình gọi người đó. Chúng ta cũng thế, mình Phật vẫn ăn giống mình nè, vẫn đi khất thực, vẫn ăn cơm, vẫn bình thường. Cho nên hồi đó có kể một vị hòa thượng của chúng ta ở Việt Nam, ngày đi về quê ngày giảng đó, rồi có mấy Phật tử ngồi ngoài, cái thấy ngày đi vô trong nhà vệ sinh, mấy bà lù rì, trời ơi hòa thượng mà cũng còn đi tiêu nữa, cũng còn đi toilet. Tại vì sao mình nghĩ hòa thượng là không còn gì. Ngày trong ngày nghe được, ngày tức cười, ngày đi ra ngày kể, người ta đã tôi nghe mấy bà xù xì, trời hòa thượng còn đi toilet. Vậy mình nghĩ Phật là cái gì ghê gớm, ý chán mình đó. Mình nghĩ Phật là cái gì ghê gớm, nhưng mà Phật có gì bên Phật bình thường. Cho nên trong kinh Kim Cang diễn tả cái hình ảnh Đức Phật rất bình thường, mặc dù kinh điển Đại Thừa nói những cái điều rất hồn nhiên. Và thậm chí như kinh Pháp Hoa là nói Phật là phóng quang rồi, chân mài lớn tới, nhưng mà có những bản kinh Đức Phật sáng ôm bình bát vô thành khất thực, tới giờ trưa về ăn cơm xong rồi rửa bát rồi xếp y rồi lên cái thiền sàng ngồi. Đôi khi mình không có để Phật bình thường đó, mình muốn lúc nào Phật cũng phải không phải là cái người bình thường mình mới chịu. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nói tôi chỉ là người bình thường. Cho nên trong cái lời mà khai thị cái ngày lễ Phật đản, cách đây hơn 2600 năm, tại phía Bắc Ca Tỳ La Vệ, có một thái tử đã ra đời. Đó chính là thái tử Sĩ Đạt. Ngài là một con người như chúng ta, nhưng Ngài đã đưa sự hiểu biết và thương yêu của Ngài đến mức tột cùng. Con người như chúng ta, nhưng mà tình thương và trí tuệ của Ngài đến cái chỗ cao cả. Nhưng mình cũng được đó. Trời, nhiều quá vậy. Con run rướn nước mắt mỗi khi con nghĩ đến Ngài Quan Thế Âm. Con nhận thức mỗi lần con thắp nhang cầu nguyện trước tượng hình Ngài Quan Âm, con không ngăn được những giọt nước mắt như mưa Thầy ạ. Có phải kiếp trước o kiếp này con mang nặng nợ nhiều nghiệp chướng quá phải không? Mình khóc đâu mắc mớ gì tới nghiệp chướng. Nếu phải hỏi là con ở trước Quan Âm con khóc hoài, có phải con dư nước mắt lắm không hả? Nói vậy thì có những giọt nước mắt không phải đau khổ, là có những giọt nước mắt hạnh phúc. Ở đây có ai tụng kinh mà khóc chưa? Rồi, vậy là du riêu du đà đó. Nếu mình tụng kinh mà mình khóc, ai chọc ghẹo ai nói gì mình, nhưng mình cảm nhận được mình. Khi mình ở trước Phật, mình lễ Phật mà mình khóc đó,
nghĩa là mình như đứa con trở về với mẹ hiền, với thầy tổ. Cái nghiệp chướng gì? Không có nghiệp chướng gì hết. Đây mới nghiệp chướng nè. Cầm quyển kinh lên là ngáp. Dướng muốn chết mà không tụng được chữ nào hết. Đấy, nghiệp chướng đó. Mà hãy bỏ ra cái ê bà rang bánh mì không? Không có bao giờ biết mặt. Mà hãy cầm quyển kinh lên, nghe pháp, mở thích lắm. Nhưng mà mở vừa lên, thưa đại chúng, hôm nay là ngày ngày ngủ gục. Nếu mình tụng kinh mà ngáp chảy nước mắt, ngáp thậm chí mà mình hay dùng cái từ là ngáp, ngáp luôn trẹo cái hàm đó, đó là nghiệp chướng đó. Nó ngăn cản mình, nó không cho mình đi tiếp được những cái đó. Trường hợp đó là phải sám hối. Còn mình mà đứng trước Phật mà đọc kinh mà khóc là chẳng qua như nước mắt thôi. Nói đùa vậy chứ thật sự đó là một sự cảm xúc. Thưa đại chúng, có bà khóc hoài. Tại có những tối của bà đọc kinh xong những lời của Phật nói, mình cảm được, mình vui được. Mà mình thấy thương Phật. Có những đoạn kinh mình thấy thương Phật. Hồi đó cái vui của các bà nhiều lúc mình không control được đó. Khi mà đọc kinh đó, nhiều lúc mà đọc kinh xong mà khép kinh lại. Khép kinh xong cái mình nghiền ngẫm cái đoạn kinh đó, cái một lúc nào đó mình phát sáng cái đoạn đó, là có quả không hồi được nữa. Vui đến mức độ là phải đứng dậy. Đứng dậy đi tới đi lui xong, có quả phải thắp một cây hương lên trong phòng, hoặc có cái tủ để mà có cái bình trầm này. Những lúc vậy thắp cây hương xong trầm lên cúng Phật, mà giống như một sự tri ân. Cái tâm trạng nó hoan hỷ lạc được. Và có những đêm là ngồi khóc với những đoạn kinh này. Đâu phải là ai khổ đau vậy. Và có nhiều khi quý vị biết là mình ao ước được cái quyển kinh đó để mình nghiên cứu. Tự nhiên có một ngày cái quyển kinh đó tới tay, và quý vị không cảm nhận được. Ai đã từng rồi mới hiểu được cái cảm xúc. Mà Pháp Hòa là thường được chứ không? Trong đầu áo ước bộ kinh nào là rồi tự nhiên có một ngày đó, tự nhiên bộ kinh đó tới lại. Là như vậy, từ nhỏ tới lớn. Hồi Pháp Hòa còn nhỏ là Pháp Hòa ham kinh Địa Tạng, ham tụng kinh Địa Tạng, lúc đó mới 7 tuổi thôi. Mà không biết làm sao mà xin kinh, mà thời đó khó lắm. Đâu có ai mà có kinh sách gì mà cũng ai dám đi phô trương cái gì chứ, bị bắt á. Tự nhiên có bà hàng xóm mà sách nó cho có bà cuốn kinh Địa Tạng, nó cũ, nó rách. Mà trời ơi, có bà cầm quyển kinh lên một ôm mà mình mừng, mới 7 tuổi. Thế là bắt đầu chui vô trong mùng ngồi đọc kinh Địa Tạng mình. Rồi qua tới cuốn Pháp Hoa, tự nhiên ao ước ở đâu lại trò của bà. Cho nên có một cái bài chú quý vị thường tụng, Thiện Nữ Thiên Chú đó. Nhớ bài đó không? Thì cái vị thiên nữ này phát nguyện là sẽ hộ trì cho những ai có những mong muốn chân thiện mỹ. Nhớ là phải mong muốn bằng cái chân thật thì thiện nữ đó mới hộ trì. Ví dụ mình nói trời ơi, tôi mới để bộ tứ sắc đang muốn làm nó dùng rồi, bước gì có bộ mới. Thiên nữ bận lắm, không có đi kiếm tứ sắc. Nhưng mà nếu mình ao ước là có cái áo tràng tụng kinh, có một bức hình Phật để niệm còn. Hồi Pháp Hòa mới qua Canada này, tìm đâu một chú chung mỏ. Tự nhiên có cái chú đó, chú thấy mình tội nghiệp quá. Ông bỏ đơ bên Mỹ cho bộ chung mỏ nhỏ nhỏ. Hồi nhỏ mà không có áo tràng mặc nha. Đi chùa tụng kinh mà không có được cái áo tràng nữa. Cái bữa đó 30 Tết. Ở đầu sớm có cái bà cụ bấm mất mà không rước được thầy nào hết. Tại vì 30 Tết ai đâu đi. Nghĩ tới nghĩ à, mình có thằng nhỏ đây nè, đi vô rước nhỏ là tụng kinh. Lúc đó bà mới có 9 tuổi, đi làm thầy đám, hầu nguyên cái đám đó luôn, nhập liệm phát tan rồi đi chôn xong. Đám xong người ta hỏi con có cần gì không? Con không có cần gì hết, con chỉ cần một cái áo tràng. Quý vị đi mua cho Pháp Hòa một thước vải. Lúc đó mình nhỏ mặc có một thước vải, cái áo tràng đó Pháp Hòa còn giữ. Hồi đó có quà ham có cái khuôn hình để Phật Di Đà.
đi đi phụ cái bà cụ đó bán bánh khọt. Mà mình phụ là mình thương bà cụ thôi, mà có mình đổ bánh khọt bán không ai phụ. Rồi mình thích làm cái chuyện gọi là gì, khung nhà giải chợ. Sáng nào cũng ra phụ đổ bánh khọt bán. Mà làm riết nó lanh tay, trời ơi thoa cục mỡ rồi. Đổ bột rồi lại nắp rồi làm món lên. Bán đâu được thời gian cái bà mới hỏi, trời ơi bà thấy con tội quá vậy, con muốn gì? Nó còn có muốn gì, con đang kiếm cái hình, có cái khuôn hình để con thờ Phật. Bà đi vô trong nhà, bà đang treo cái hình của cái ông đó trên đó, lột xuống, đưa cái khuôn. Thành nữ ra thưa đại chúng là Pháp Hòa thấy cái vị thiên tử này có thật. Nhưng mà phải quan trọng là mình cầu cái gì. Cầu cái chân, thiện cái mỹ. Ví dụ như bây giờ quý vị phát nguyện á, con luôn luôn con cầu nguyện cho người thân của con biết hướng về Phật Pháp. Cái thiện mỹ có nhiều người đấy, không có cầu nguyện gì được hết á. Nghiệp ai đấy nhận. Tuy là vậy nhưng mà ai cấm mình khởi thiện tâm với người thân. Phải không? Mình được quyền khởi những cái tâm lành đó nha. Vẫn biết tu là cội phúc. Có những vị đang tu mà tâm vẫn còn chấp và sân si, thầy gia hộ chỉ dẫn cho họ con đường tu, em không gian. Tại em cũng còn nguyên à. Đấy, thí dụ đây làm sao mình làm, nhưng mà mình được quyền khởi tâm không? Khởi tâm nguyện cho họ không? Được chứ. Tâm thiện tâm lành mà. Chứ ngày nào mình cũng nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mà mình mới độ ai đâu? Ai tới mình thương mình mới độ. Còn người không ghét bị chỗ khác chưa? Vậy mà cũng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn chưa? Trời ơi, nhiều khi một chút còn không tha. Một chút còn không còn. Thậm chí huynh đệ chung chùa với nhau, đôi khi còn giận thờ, còn làm khổ nhau. Ủa sao vậy? Trong này có một câu hỏi tiếng Anh nè. What happened when you die? I'm not dying yet, so I don't know. Thầy ơi, hãy nghe chữ thầy ơi là biết sắp sửa chuyện gì rồi. Còn nếu mà thầy à là nó khác. Trong trường hợp cha mẹ thương con không công bằng, hoặc bỏ rơi, hoặc làm hại, làm nhục con cái, thì mình phải quán làm sao và phải dạy đứa con như thế nào thưa thầy? Nếu như mà mình không phải chỉ riêng cha mẹ, có nhiều khi trong cuộc đời này mình gặp những người mà gọi là sát gần với mình như cha mẹ, anh em, hoặc là chồng, hoặc là vợ, đôi khi chưa bao giờ làm hạnh phúc cho nhau. Thì tự mình cũng đã thấy được cái nghịch duyên của mình với người đó. Duyên nó có hai loại: thuận duyên, nghịch duyên. Và đôi khi á, mình muốn làm cái điều lành thì luôn luôn gặp nghịch duyên. Mình muốn làm điều thiện thì luôn luôn, mình muốn làm điều xấu thì duyên nó rất thuận. Thôi bây giờ quán như thế này, có thể là một trong những cách mình quán. Tình thương của cha mẹ, cái lòng của cha mẹ như là cái đáy của biển, bằng phẳng, không có gì khác. Nhưng mà cái mặt biển á thì nó nhấp nhô, ở dưới này là nó lặn, nhưng trên này nó nhấp nhô. Cũng như thế, có thể tình thương cha mẹ đồng, nhưng mà cha mẹ hãy thấy đứa con nào khó khăn hơn thì quan tâm đứa con đó hơn. Chứ cha mẹ không có thương ai nhiều hay ít. Nhưng mà cái đứa con nào nó khổ nhọc nhiều hơn thì mình quan tâm nó hơn, rồi đôi lúc làm cho người khác thấy rằng cha mẹ có sự không công bằng. Đó là một cách quán. Hoặc là mình có thể quán rằng anh đó, chị đó
là anh em chị của mình đó khó khăn hơn, thôi mình nhường đi, mình vẫn đủ để mình làm một kiếm sống, không muốn làm phiền cha mẹ. Đó cũng một cách quán để mình không trách, đừng có trách nha. Còn nếu như thật sự mình với cha mẹ trong đời này có những quan trái với nhau, thì nếu mình trách như vậy đó, nghĩa là mình kết thêm. Thôi quan trái nên giải không nên kết. Mình trách nghĩa là mình kết, mình kết mình có trách, còn mình xả là không có trách. Cho nên không phải riêng cha mẹ, đời này gặp những người luôn luôn gây những cái khó cho mình. Đừng có để tâm những cái việc đó, tại vì cái đó là mình đã kết chặt thêm. Đời trước nó hơi xiết rồi, nó hơi khổn sơ sơ rồi. Đời này mình thấy được cái mối đó, mở ra đi. Mà mình dẫn người đó nghĩa là mình xiết một lần, họ đối xử xấu với mình tức họ, mình xiết một chút nào, thì cái dây oan trái này nó không có. Cho nên oan trái nên giải không nên kết. Còn quý vị tụng hoài phải không? Giải kết, giải oan. Tại sao phải nói tới ba lần? Bởi vì cái gì một lần nó chưa xác định, cho nên niệm Phật niệm ba câu, trì chú ba lần. Ví dụ mình đem mô bổn sư ca ni Phật ngắn quá chưa xác định, hoặc là có người chưa quen chưa biết, nhờ mình niệm ba câu mà họ niệm theo mình được một lần. Bây giờ ví dụ giờ trong đại chúng đây có một người chưa bao giờ biết danh niệm Phật, nếu mình niệm có một lần mình ngưng thì không có cơ hội cho người đó niệm theo. Nhờ mình niệm tới ba lần, cho nên lần thứ nhất người đó không biết cho nên nghe, lần thứ hai họ có thể nghe, lần thứ ba họ niệm được liền, tại vì mình niệm Phật. Cho nên niệm ba câu cũng có công năng của nó. Do những người ta chưa biết niệm, mà nhờ niệm của mình mà người ta niệm theo, cái đó gọi là sự tùng sự, duyên tùng duyên. Nhân sự tùng sự, nhân một việc này mà có một việc khác. Nhờ mình niệm Phật mà người khác biết niệm Phật khác. Nhờ mình dựng một tượng Phật mà người đó để tâm hỏi Phật đó là Phật gì, rồi mình mới có cơ hội mình nói cho người đó nghe, đó là Phật đó, để cho người đó gieo cái chủng tử Phật. Nhờ mình dựng tượng Phật cho nên người ta đi nghe, người ta chắp tay một cái, người ta xá một cái, người ta cúi đầu, thậm chí miệng họ phải nói Phật, họ không thể nói chữ khác được. Cho nên mình giải kết. Nếu mà mình càng siết siết này càng chặt, càng mở mở này càng ngỗng. Giải kết, giải quan, giải cho sạch, gọi là giải liễu, nghĩa là giải cho nó rốt ráo, mở cho nó rốt ráo, rồi giải liễu tiền sinh quan trái niệm. Mình phải rửa tâm, tẩy tâm, rửa tâm mới giải được. Đối trước Phật phải rửa tâm mình mới giải được. Cho nên ở trong chùa để cái cổng tâm quan, chùa xây cổng tâm quan, cửa từ bi, cửa hỷ xả, ở giữa là cửa phước huệ. Cho nên mình quán, chữ quán là mình nhìn sâu, mình tìm hiểu thôi. Thí dụ như nè, thầy đi đâu về, thầy đem về cho mọi người quà, tự nhiên không quên mình ngon lành vậy, buồn dữ lắm. Rồi tôi cũng có trong list, nhưng mình quán lại đi, trời ơi không cho chuỗi, mình thêm sâu nữa cũng về để tủ đó, tủ mà một đâu một chủ tuổi gì một tủ chuỗi. Có quà lâu lâu cố tình nói trời vậy, coi có ai đang ngủ không. Nhưng mà cái tật của mình, mặc dù cá tủ chuỗi vậy, nhưng mà được thầy cho sao nữa cũng lấy, mà không được là buồn. Sao mình không quán lại, thôi mình có rồi nhường cho người đó. Phiền não tức bồ đề, phiền não tức bồ đề. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ 10 người khác không có mình, mà người ta mình được cái sâu chuỗi, người ta quý lắm, ta niệm Phật, mình có cũng niệm đâu, nếu muốn niệm là niệm mấy sâu kia rồi, đâu phải được sâu này mới niệm đâu. Nhưng mà cái mối quen, cái tập sống của mình, cho nên mình chuyển được cái đó là mình
và người ta thấy được đạo Phật ở ngay cái bản chất. Hết giờ chưa? Ráng một vài câu nữa thôi nha. À, câu này hay lắm này. Kính thầy giải thích vô lậu, hữu lậu, lậu hoặc, lậu tận, buôn lậu. Hữu học, vô học. Thưa đại chúng, trong nhà Phật á, có một cái thuật ngữ gọi là tứ lậu hoặc, hoặc là mê lầm. Lậu là rỉ ra. Thí dụ mình tụng cái tựa Lăng Nghiêm buổi sáng, thi cánh thẩm trừ vi tế hoặc, nhớ không? Thì chữ hoặc là gì? Chữ hoặc nghĩa là mê lầm, không thấy rõ. Và cái hoặc này nè, nó không có ào ạt nhưng mà nó rỉ ra, gọi là lậu. Nó rỉ ra rồi nó chảy tràn khắp trong tâm chúng sanh. Cho nên từ xin lỗi, giống như là cái người bể mạch máu đầu, máu nó lan nhỏ 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 dần dần dần. Tiếng Anh nó kêu là minor stroke. Thì cái chữ lậu là vậy đó. Phiền não của chúng ta có thể không ào ạt để cho thô thiển người cho người ta thấy nữa, nhưng mà cái mê lầm này nó đang chảy nhẹ nhẹ, rỉ rả trong cái tâm thức chúng ta, cho nên gọi là lậu hoặc. Thì vị Phật tử mới hỏi thế nào là gọi là lậu hoặc, lậu tận. Thì bốn cái lậu hoặc này á, một gọi là dục lậu, hai gọi là hữu lậu. Tại sao gọi là dục lậu? Tức là những cái ham muốn nó còn rỉ ra ở nơi chúng sanh. Còn cái chữ hữu lậu là gì? Là không, cái chữ hữu này không phải là có mà nó đeo dính với mình. Có một ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ mình đi ngang thấy cái nhà đó xem, muốn cái nhà đó mà không có tiền mua, ông cha tối về ngủ thấy nhà nó hoài rỉ rả, ông phải ở đó, ông đừng chơi sót, rồi bây giờ mua được cái nhà này, lên xe cứ rỉ rả nó hoài. Tại vì cái lậu, cái dục lậu nó lan lan nhỏ nhỏ này. Cho nên mình có dục lậu rồi là hữu lậu, nó đã dính với mình. Một khi cái kia mà có là cái này nó có, nó dính với mình, nó đeo nó hoài. Rồi cái thứ ba gọi là kiến lậu, là những cái tư tưởng, những ý tưởng, những cái quan điểm, những cái lý thuyết của mình chứa những cái mê lầm. Cho nên á, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, ba cái này gọi là thuộc về phiền não của tâm. Còn cái thứ tư gọi là vô minh lậu. Vô minh là không thấy được cái sáng suốt gì. Thì cái gì gọi là vô minh? Khi mình không thấy được, mình không có thấy được cái tứ đế, cái chích, cái lẽ thật của tứ đế, của duyên sinh, thì vô minh. Không, vào ví dụ hai chú tiểu ngồi trước cửa chùa gây lộn. Một chú là nói rằng do gió thổi cây cờ bay. Chú kia nói do cây cờ nó bay mới có gió. Hai chú cãi. Lục tổ Huệ Năng đi nghe. Lục tổ nói không phải cây cờ động hay là gió động, mà tại tâm của hai ông động. Nếu tâm hai ông định tĩnh sáng suốt để thấy rằng do duyên, gió, mình thấy được cái tướng gió là tại vì có lá cờ, chứ không có lá cờ thì làm sao thấy tướng gió. Cho nên mình thấy được cái cờ nó phất phơ là gió nó thổi cái cờ, nhưng mà phải có lá cờ
thì cái tướng gió mình mới thấy. Còn nếu mà có lá cờ mà không có gió thì cũng không thấy được gió. Cho nên thấy được, biết cái cờ nó đang đó, là nhìn cờ phất phờ khi coi gió, mặc dù không thấy gió. Cái người mà thấy được cái đó là thấy duyên sinh. Ví dụ như thế, tôi cắm cái bình hoa này nè, có tôi trong nha, trên con người mình khổ với chị tôi đó, tôi cắm đó. Nhưng mà thử thời không có người trồng hoa, tôi lấy gì cắm? Không có mưa, không có ánh nắng, làm gì có hoa để cho tôi cắm? Cho nên nó tôi cắm bình hoa là một danh từ nói chung nghe chơi, còn phân tích anh chỉ là một yếu tố để bình hoa có mặt. Duyên sinh, người thấy được cái đó là hết vô minh. Mà không có vô minh mà thấy được cái đó thì vô minh nó không còn quanh hành. Có hai đứa học trò, nó ngồi nó cãi với nhau, thằng cộng lại 2 cộng 2 bằng 4, thằng kia cộng 2 cộng 2 bằng 3, cãi cốc rễ. Ông thầy đi ngang kêu cái thằng mà cộng đúng 2 cộng 2 bằng 4 vô đánh. Tại sao thầy đánh con? Con cộng đúng mà tại sao thầy đánh con? Cái thằng kia nó ngu. Ta đánh mi là tại vì mi cộng đúng, cộng không đúng là tại sao thầy đánh? Ta đánh cái tội ngu biết nó sai mà vẫn cãi. Mình nó biết mình cộng 2 cộng 2 bằng 4 thì mắc chi cãi với thằng 2 cộng 2 bằng 3. Mà mi cãi với nó, mi hao hơi, mi tổn sức với nó là mi bị vô minh. Ồ, vô minh hoặc. Thì cái vô minh hoặc này nó thuộc về phiền não của trí, do không nhận được duyên sinh của các pháp. Ví dụ như bây giờ mình thấy sao má chồng khó quá, má chồng hà khắc với mình quá. Có thể trước mấy chục năm má chồng bị má chồng kia quét được vậy, ôi thôi tha cho má chồng. Nhưng mà nếu má chồng biết tu hơn, má chồng quán rằng mấy chục năm trước mình bị hành hạ, thôi bây giờ mình đã ghét má chồng mình sao rồi, mình không khéo nó ghét mình y chang như mình ghét má mình. Má chồng biết quán là má chồng không bị vô minh hoạch. Con dâu biết quán là con dâu không bị vô minh hoạch. Quý vị thấy được cái chỗ là nó một gọi là gì? Duyên lậu. Hai là hữu lậu. Ba là kiến lậu. Bốn là vô minh lậu. Mà Đức Phật của chúng ta bị hết mấy cái lậu này không? Vậy cho nên Ngài mới thiền quán đến ngày tẩy trừ cái đó, để Ngài kiếm được một cái luật thông cuối cùng là lậu tận, không còn rỉ nữa. Cái này là cái thùng đi, nó lủng một cái lỗ mình không thấy, cũng nước rồi. Nhưng mà hồi cái nước nó đâu nó ra. Đó, rỉ là vậy đó, rỉ là vậy đó. Cho nên chúng sanh mình á, không thấy được tứ đế, không thấy được nhân duyên là bị vô minh hoặc nó lôi đó, mà nó rỉ ra. Cái này là nó liên hệ tới câu có bà mới phớt nghe thấy đó. Hết giờ báo nha. À đây, cũng cái cô này hỏi, cái vị này hỏi, thế nào là tu tâm tu tướng? Nếu mình nói tu tướng hay tu tâm tu tướng là chuyện mình cần làm. Ngài Thần Tú nói nè, phải quán thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, thường phải nên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đó là việc làm của chúng ta. Phải thấy thân này là cây bồ đề để chi? Để chăm sóc. Mặc dù nó là do tứ đại, nếu mà cái cây bồ đề này nó rụng rời thì sao mà sống nổi mà nói. Hôm qua Pháp Hòa bị bao tử, chiều nó chất axit, nó khó chịu. Mà ông ấy nói thì không biết một chú nào biết đó, cái nói ra cái ô trà sáng này quá trời thuốc luôn. Bởi vì sao? Các vị biết rằng cái thân này phải được chăm sóc để đi trả nợ tình xa.
thân là cây bồ đề, tâm là đài hương sáng. Mình phải thấy thân này mới giả nhưng phải chăm sóc, cho nên ăn uống phải chánh niệm, ví dụ vậy đó. Còn tâm mình là đài hương sáng thì phải cẩn thận, đừng tiếp xúc những cái gì mà nó làm cho tâm mình dễ khởi phiền não. Mình không rõ cái đó, cứ một bề tu tướng mà quên tu tâm, hay ngược lại cứ lo tu tâm mà quên cái định tướng, không được. Cái nào không khéo nó thành vô minh. Có những chúng sanh người ta chưa được cái tướng, người ta chưa được cái chỗ thấu đáo đó, ta cần phải cái tướng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, biết rằng Phật ở khắp mọi nơi, nhưng mà nếu có tượng Phật mình lễ mình thích hơn không? Thích hơn, tại mình cảm giác Phật đang bó mình, mình đang lại Phật, có một cái chỗ để mình hướng tâm. Biết rằng thấp, nghĩa là cúng Phật, cúng cái gì, cúng ở đâu Phật cũng nhận, nhưng mà đem để trước Phật vẫn thích hơn. Của con đó rồi, của con, để ghi trước Phật. Rồi bây giờ mình nói là ông bà mình cúng thất đây nè, mà mình đem lên chùa mình cúng thất, mà nếu mình được quỳ ngay cái hình của ông bà mình cúng, mình được tự tay mình rót trà cho ông bà mình thích hơn không? Mặc dù biết rằng ai rót ông bà cũng sơ, nhưng mà mình rót vẫn thích hơn. Biết rằng cái tâm mới quan trọng. Mà có người nào mà ra khỏi nhà mà không tranh điểm không? Vẫn còn tướng mà. Mặc dù tâm mới quan trọng nha, lúc nào cũng nói vậy đó, nhưng chúng sanh ta vẫn còn tướng. Đừng một bề chấp lý mà bỏ sự, đừng chỉ lo sự mà quên lý, không khéo thì vô minh hoặc vô minh lậu nó rỉ ra. Khi thấy được tứ đế, thấy được thập nhị nhân duyên là hết vô minh. Cho nên Đức Phật chứng quả với Bồ Đề, cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Phật chứng được tam minh, thần túc minh, thiên nhãn minh, lậu tận, không còn rỉ. Còn mình bây giờ nó rỉ riết, nó lủng luôn, nó đổ ra. Đó là câu hỏi của vô lậu và lậu tận. Bây giờ tới cái câu gọi là vô lậu hữu lậu. Vô lậu hữu lậu là hai cái phước báo, hai cái việc. Ví dụ cái gì mà nó còn có hạn cuộc đó là hữu lậu. Cái gì mà nó không có hình tướng mà nó vô cùng gọi là vô lậu. Phong Hòa ví dụ, nếu Phong Hòa cho đại chúng một dĩa xôi, quý vị sẽ cảm kích Phong Hòa dĩa xôi đó. Và dĩa xôi đó ăn hết không? Ăn sẵn hết. Thì cái dĩa xôi đó là dĩa xôi hữu lậu. Nhưng nếu Pháp Hòa cho đại chúng một sự hiểu biết gì đó trong Phật Pháp, vô lậu. Cái đó nó không hình không tướng, nhưng mà nó tràn. Cho nên phước mà mình hưởng đời này nè, nhà cao, cửa rộng, ăn ngon, mặt đẹp, đó là phước hữu lậu. Đừng có lo tạo phước hữu lậu không, phải tạo thêm phước vô lậu là gì? Nghe Pháp, học kinh, mở mang tuệ giác, để dụng trí vô lậu này sử dụng phước hữu lậu. Có phước hữu lậu mà sử dụng nhiều quá có ngày hết, bởi vì cái thứ nó có ngày nó hết. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Rồi câu thứ ba là hữu học vô học. Vô học là không còn gì để học, chứ không phải là thất học nha. Hữu học là còn đang trên đường học. Nói tạm về đi cho đại chúng dễ nhớ vậy đó. Thôi câu nữa là mình nghỉ. Chỉ sợ dưới này mới bị mệt thôi, chứ không phải còn khỏe lắm. Kính thưa Thầy, dạy cho con thế nào là sám hối cho đúng chánh pháp để tội diệt phước sanh. Nếu sám pháp cho có lệ thì kết quả không, gọi là sám pháp, và sám pháp gieo duyên với Phật. Bây giờ hỏi qua sám hối. Thưa đại chúng á, sám hối có hai cách. Sám hối của tiểu thừa, sám hối đại thừa. Đây có bài giải thích tạm nha. Nếu mà mình sám hối tột cùng á, chỉ cần mình tu
tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thân bất tịnh, tâm vô thường, các hiện tượng sự vật vô ngã. Thân thọ tâm pháp, tất cả những cảm thọ của chúng ta đều là giả. Thì ai có nói cái gì mình, mình vẫn thấy ồ, tại vì tôi còn cái lỗ tai thính và tôi còn phân biệt chữ này nặng à, cho nên tôi buồn. Chứ còn mà tôi quán được rồi, đây chỉ là một cảm thọ, mà cảm thọ nào cũng vô thường hết, dù vui hay buồn, không cần hành pháp gì hết, chỉ cần quán tôi thôi, tội nghiệp phước sanh. Có giận ai đâu, tôi cũng giả, cái người chửi tôi cũng giả, lời nói đó cũng giả, tại tôi người Việt, cho nên tôi nghe câu đó tôi thấy nặng. Thử thời cũng y câu đó mà chửi anh Mỹ coi, anh vẫn cười thấy nó yếu luôn. Vậy thì cái câu đó có nghĩa là nghĩa với ai? Nghĩa với cái người còn hiểu nó, cảm nhận được đó. Vậy thì rõ ràng câu đó có thật không? Nếu nó thật thì tất cả phải hiểu thôi. Hồi có bà qua Canada đó, đi học lái xe, mà lúc đó không biết sao trong lòng mình nghĩ đơn giản là mình biết lái xe mà ra đồ một cái là mình là ông vua trên đường, lái không cần coi đèn, muốn sang lên giờ nào sang không cần coi ăn. Cái bữa đó cái anh Mỹ đó, anh lái mà thiếu điều đó, có bà muốn đuổi dẫn, trời anh tức quá, anh lái cho đi ngang mình, anh quay chiếc xe xuống anh đưa ngón giữa. Mà lúc đó mình đâu có biết ngón giữa là cái gì. Thank you. Tại sao mình thank you được ảnh? Không hiểu. Bây giờ hiểu rồi, không chừng đưa 2-3 tháng rồi. Như vậy thì quý vị thấy ngón giữa đó, nó thật không? Nó chỉ thật với người hiểu nó thôi. Đó. Cái thọ là cảm thọ. Cái cảm thọ vui hay cảm thọ buồn, cảm thọ nào cũng đều là vô thường hết. Mà không cảm thọ thì có giận không? Không giận. Mà không giận thì có nói bậy tạo nghiệp không? Không. Mà không tạo nghiệp, không nói bậy, cần sám hối không? Đó là sám hối chân thật. Thân thọ tâm pháp quán như vậy, không giận là không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì nó có lỗi lầm gì phải sám hối, quán ngay nơi đó là xả liền. Cho nên từ bi hỷ xả, thế nào gọi là xả? Không phải ôm một cục rồi bắt đầu đi kiếm đường xả. Ngay giây phút đó xả liền tức khắc gọi là xả. Chữ xả của nhà Phật nghĩa là đừng dính mắc, đừng vướng bận mới là xả. Chứ không phải là ôm cho đã rồi giờ, trời ơi xả làm sao? Ai dám hứng? Ví dụ tối nay nè, có một số Phật tử siêu tồn tối nay chỉ được gặp nhau thôi, thì bài này nè: chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Ngày mai có qua đi rồi, quý vị đến thì quý vị tiếp, đi quý vị tiễn, là xả đó. Cho nên người ta hỏi thế nào là tổ? Quá khứ không nhớ, tương lai không trông, hiện tại không dính. Bởi vì một cái hiện tại nó hiện lên, đó là thành quá khứ rồi. Để mà bà nói là sám hối một cách rốt ráo viên mãn nha, nhưng mà mình chưa đạt phải không? Thôi thì mình thủ tướng sám hối, phải giữ một phương pháp sám hối nào đó cho mình. Quý vị có thể lại Phật sám hối, niệm Phật cũng sám hối. Tại vì khi mình niệm Phật là dừng nghiệp không làm thì cũng sám hối, chứ không phải mình là ai thiệt nhiều mới kêu nói đúng. Cái đó là đúng, nhưng mà không chỉ dừng ở đó. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa hay chia sẻ như thế này, mình làm cái gì cũng được hết á, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta thổi vào cái đó một cái linh hồn gì để cho nó sáng rõ lên, thì nó thành, nó có cái ý nghĩa. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ hàng năm quý vị thắp đèn cúng dược sư với ý nghĩa là cúng cầu tiêu tai giải nạn, phải không? Cúng dược sư. Nhưng mà thật sự mà nói, mình ghi tên mình cúng vậy mà hết nạn không? Hết bệnh không?
Quan trọng là mình thổi cái gì vào trong cái ý nghĩa cái lễ cúng dược sư đó, cái buổi lễ thắp đèn đó. Mình thổi vào 49 ngọn đèn đó một cái ý niệm là thắp ngọn đèn trí tuệ, đèn tâm ở nơi mình. Mà trí tuệ bừng sáng rồi thì thấy sao? Có thân thì phải có già, có bệnh, có... Thổi vô đó một cái ý niệm rằng tứ diệu đế là sanh lão bệnh tử, hết vô minh mà tu theo chánh pháp. Chứ còn không mình làm mà không thổi vô đó được cái chánh niệm gì hết là ta nhìn mình ta nói mình mê tín. Tại mình không nói lên được. Thí dụ quý vị thường thắp nhang thắp 3 cây, nhưng mà thật sự 1 cây cũng được. Tại vì 3 cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Phương giới, phương định, phương tuệ. Nhưng mà trong một nó có hai cái kia, cho nên thắp 1 cây được rồi. Rồi người kia đã thắp, mình không cần phải thắp thêm. Đứng đảnh lễ Phật là được rồi. Thắp nhiều quá Phật cay mắt. Mình nói phù hộ cho con, Phật nói cay quá không thấy rõ đứa nào. Để cho Phật sáng. Mình muốn Phật phù hộ nói tên mình cho rõ, đừng có thắp nhiều để Phật khỏi cay mắt. Phật nhìn biết mình là diệu hồng, diệu bưởi, diệu sen. Thắp nhiều quá Phật cay mắt, Phật phù hộ không chính xác. Nhiều khi đọc địa chỉ nhà con ở đó Phật ghi không rõ, đi lộn nhà phù hộ. Cho nên sám hối là một cái ý niệm là mình phát tâm muốn phục thiện chỉnh sửa. Cái chữ sám hối là tiếng Phạn với tiếng Hoa ráp lại. Bởi vì chữ sám tiếng Phạn là samma, nghĩa là mình ăn năn những cái lỗi lầm mình làm. Còn chữ hối này là tiếng Tàu là hối quá, tức là những cái lỗi lầm mình ăn năn trên ráp. Sám hối thì mình xin lỗi cái lỗi trước và ngăn cái lỗi sau thì gọi là sám hối. Ví dụ như giờ đại chúng tháng đi tại sám hối 14 với 30, tháng 2 ngày, 28 ngày làm tội. Tại vì mình quan niệm là 14 sám hối hết rồi, qua rằm ráng tu được bữa tại con ăn chay, qua 16 sắp lá càng. Cứ như thế thì mình tác được cái tướng sám hối mà không nói được cái nội dung sám hối. Cho nên là tội diệt phước sanh là có chứ không phải không. Nhưng mà nó đòi hỏi cho chúng ta là những cái lỗi chúng ta nhìn được, tội mới không có. Quý vị nhớ thế nào là lỗi, thế nào là tội không? Vô tình mà làm gọi lỗi, cố ý mà làm kêu tội. Nhưng mà thường á, cái tội nó từ cái lỗi nó ra. Ví dụ nè, người mới bắt đầu đánh bài chưa nghiệp, thua có 20, hay là ăn 30 ít quá, trời bỏ ra 10 đồng ăn 30 ngon hơn đi làm chứ, mày lấy 100 vô chơi rồi thua 100, tiếc quá mày lấy 150 vô gỡ. Cứ thế mà làm riết càng ngày nó càng thâm thủng, rồi bắt đầu càng ngày càng tức cho cái thua của mình. Rồi đã lỗi phải không? Khi hết tiền rồi gì nữa? Ăn cắp, ăn trộm, làm những điều sai quấy, tội nó sạch. Cho nên lỗi không ngừng thì tội nó kéo theo. Còn bây giờ mình nói phước sanh. Phước là gì? Tội gì phước? Phước là những điều kiện mà chúng ta làm được. Ví dụ như á, mình thỉnh tiếng chuông cho đại chúng lắng lòng an tịnh cũng phước. Cắm một bình hoa cho đại chúng ngắm cũng có phước. Quét cái nhà cho chùa chiền sạch sẽ để mọi người vô lễ Phật cũng có phước. Phước là những điều kiện chúng ta đang có. Ví dụ như á, có nhiều người á, là biến đánh răng. Và có cái cách mình quán là đánh răng cũng có phước. Có nhiều khi vừa đánh vừa hút gió, tại đánh răng giả.
Ví dụ bây giờ mình còn hai chân mình đi khỏe, mình đâu thấy mình có phước đâu. Đến khi nào mình không còn khỏe, mình không thể đi được hai chân, nói trời ơi, anh chị có phước ghê, tuổi này mà còn đi được. Mình đã từng được đi giống vậy không? Từng. Nhưng mà tại sao mình không nhận ra nó? Cho nên phước là có nè, nhưng mà chúng ta phải tạo phước nè, phải giữ phước nè. Và trên cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn xài phước à, nhưng mà phải khéo. Tạo phước, giữ phước, xài phước, kiệm phước, còn không là mất phước. Ví dụ mình, Đức Phật có dạy một bài kinh nghiệp mới, nghiệp cũ. Ví dụ bây giờ mình có con, mình có cái miệng đẹp, nói tiếng rõ ràng là phước đó. Nhưng mình phải sử dụng cái phước đó cho đúng, thì cái phước này nó sanh, từ nhờ cái phước này nó sanh. Còn nếu mình không sử dụng nó đúng, mình chửi, mình làm những cái, mình nói những cái lời nói mà cho người ta khổ đau qua lời nói của mình, chăm chích đầu này chọc ghẹo đầu kia, mất cái phước đó. Cho nên mình đang xài cái phước của miệng mà không biết. Cho nên mình ai cũng có phước hết, đừng người nào nói là tôi không có phước. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết nhận diện phước không? Sử dụng phước ra sao? Kiệm phước như thế nào? Xài phước như thế nào? Mất phước như thế nào? Có nhiều khi mới đầu là ổn thôi, dần dần mới mất phước, hay là hết phước. Cho nên ai cũng có phước. Mình có phước mình mới được như hiện tại chúng ta đang có. Cái điều là chúng ta biết có tuệ giác chánh niệm thì chúng ta nhận được cái đó. Để chúng mệt chưa? Ủa sao kỳ vậy? Nói cho cố tình mệt mà. Và mình thêm một vài câu nữa cho con thường đây con chay trường và thường xuyên đi chùa lễ Phật. Lúc nghe pháp con thấy mình làm điều đúng giống như lời Phật dạy. Này hơi tự tin đó. Vậy tại sao tất cả người thân của con đều không hoan hỷ khi gần con? Trong mắt mọi người con là người ngạo mạn, tham sân si, ích kỷ, nói dối. Bây giờ con cũng không muốn nghe ai hay gần ai nữa. Con thấy, con cảm thấy mọi thứ đều rất dơ bẩn. Kính xin Thầy dạy con phải làm sao để con không còn gặp chướng duyên như vậy nữa. Đạo hữu này nói rằng bây giờ không muốn gần ai nữa hết. Thôi gần em đi. Thưa đại chúng, là như thế này. Có đôi khi á, mình có một cái vọng tưởng về mình, mình nghĩ mình đúng. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nghĩ nó có hai cái quán. Nếu mình nghĩ mình đúng mà người xung quanh vẫn thấy mình sai, một mình chưa kiểm chứng được. Mình phải gặp những bậc hiển tri thức như những bậc thầy của mình trình bày cái đường tu tập của mình, để cho các bậc hiện tri thức, các bậc thầy đó xác định cho mình biết. Để nhà Phật gọi là gì? Ấn chứng. Nhiều khi mình tới chỗ đó nhưng mình không có cái bậc nào cao hơn để ấn chứng cho mình, làm sao mình dám nói. Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà Ngài nghe kinh Ngài ngộ rồi đó, thì gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á. Khi mà Ngũ Tổ mới hỏi Ngài Lục Tổ nè, gạo đã trắng chưa? Bị gì sai Ngài Lục Tổ xuống bếp để mà làm tạp dịch. Thì Lục Tổ nhận ra, Ngài Huệ Năng nhận ra cái câu của Thầy mình muốn hỏi là âm mình đã thuần sạch chưa? Mà mượn cái hình ảnh qua cái chuyện sàng gạo, thấy Ngài đang sàng gạo, hỏi gạo đã sạch chưa? Ngài Huệ Năng nói sạch rồi, chỉ cần sàng nữa là xong. Nghĩa là con sạch rồi, giờ con đợi tổ ấn chứng. I wait for your proof.
Ngũ Tổ cầm cây gậy gõ lên cái miệng cối ba cái, chắp tay sau lưng đi. Ngài Huệ Năng hiểu rằng thầy mình hẹn mình tối nay 3 giờ tới gặp ông, mà nhớ đi cửa sau, không được đi cửa trước. Chắp tay sau lưng đi. Đi bước vô, Ngũ Tổ hỏi, khuya rồi ông ngủ, đi đâu đây? Còn ông thầy mình cũng còn muốn, nghĩa là xác định một lần nữa. Ngài Huệ Năng trả lời, chẳng phải thầy hẹn con 3 giờ tối nay sao? Lắm lời, lấy y mà che cửa lại, ta nói pháp yếu cho nghe. Khi nói xong rồi, đang giảng kinh Lăng Nghiêm, xin kinh Kim Cang, ngài hốt ngộ, ngài hốt lên một số câu không ngờ tự tánh mình xưa nay vắng lặng, vân vân. Ngũ Tổ đưa ngài đi tới Quảng Châu, ngài chèo thuyền đi mình tới Quảng Châu, tới cái chùa qua Hiếu Quang mà gặp hai ông thầy mà đang ngồi cãi cái vụ cờ gió. Thì khi nói như vậy thì trụ trì của cái chùa đó nghe được cái vị nhân giả bóc tai còn đang xề xòa này nói một câu quá cao siêu. Ông ra chắp tay, tôi nghe nói y bác của Ngũ Tổ đã truyền tới phương này, chẳng hay có phải là nhân giả không? Ngài Huệ Năng nhận mà không nói liền, chẳng dám, nghĩa là em ai đi. Khi đến đó, nhưng mà ngài còn tóc không thể lên pháp tòa giảng pháp được, còn tóc mà mặc dù ông ngộ đạo thâm sâu rồi nhưng ông còn tóc không thể giảng pháp được, ông lên pháp tòa được. Ngài Huệ Năng phải quỳ xuống để cho vị thầy kia làm lễ xuống tóc, xuất gia truyền giới cho ông. Xong rồi thầy kia bước xuống thỉnh pháp sư lên pháp tòa. Quý vị thấy cái chỗ đó ấm chứ. Cho nên mình tu đúng tu sai không biết, mình muốn mình đúng sai mình phải lên gặp thầy mình trình cái chỗ đó ra. Có khi mình nghĩ mình đúng nhưng mà thật sự cái đúng của mình quá gắt gỏng, người khác không chấp nhận, bởi vì họ không phong phú, làm sao họ chấp nhận được cái điều đó của mình. Còn nếu trường hợp mình thật đúng mà họ vẫn gọi là chống bán mình, đó là do chướng duyên của mình. Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật đâu phải trên đường thuyết pháp cũng đầy đủ những thuận lợi đâu. Đừng có nói ai xa, vợ của ông cấp cô độc, người chồng thì bố thí vậy đó, mà người vợ là hạ tiện cũng quán luôn, mà tiếc từng đồng từng viên kẹo, đến nỗi ngày một kiền liên là thần thông vậy đó. Ngài lấy ngón chân ngài hất cái nhà của bà chẩm ngược lên, nó quay vòng vòng, nó sắp sập vậy. Bà sợ nhà sập, bà nói tôn giả ngưng lại, tôi xin tu, tôi xin quy y. Cái nhà lật ngược, bà nói tôi không quy y. Ngài Đức Phật là bó tay, ngài một kiền liên bó tay, ngài Xá Lợi Phất bó tay. Vậy mà tôn giả La Hầu La độ được bà. Mà tôn giả La Hầu La mới có 7 tuổi mà không hề nói một câu nào hết, mà bà lại ít chứ. Tại sao biết không? Tuổi nhỏ dễ độ. So cute. Con nít tu là bình thường à. Cho nên mình sẵn sàng tha thứ cho con nít. Nhưng mà con nít nó một khi nó thành người lớn rồi, tao không tha mày. Đó là ngài La Hầu La là tu mật hạnh. Cho nên có những cái hạnh mật không phô trương nhưng mà người ta cảm nhận. Cái chỗ đó muốn nói đó. Tại sao ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên thuyết pháp vận thần thông mà không độ được bạn, mà La Hầu La chỉ đi vòng vòng thôi mà độ được? Mất hắn, đừng nói nhiều, làm nhiều hơn đó. Kinh Phật có 4 điều Phật dạy. Có những khi có sấm không mây không mưa, có khi có mưa không sấm, có khi có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Quý vị nghe kịp 4 đó không? Có những người nói nhiều không làm, gọi là có sấm không mưa. Có những người làm mà không nói, có mưa không sấm. Có những người nói mà làm, gọi là có sấm có mưa. Còn mình là không mưa không sấm.
không nói mà cũng. Vậy thì quý vị thấy được mật hạnh nghe lao la chưa? Mật hạnh nghĩa là làm tất cả hạnh mà không bao giờ phô trương, chứ phải mật hạnh là vô phòng nằm ngủ hoài kêu mật hạnh nha. Ổng ra làm vậy nó làm gì, tôi mật hạnh. Cái đó là mật thất. Còn mật hạnh là tức việc làm của mình vẫn làm mà không thấy cái gì mình làm, không phô trương, không khoe khoang mà. Cho nên các vị người ta làm rất nhiều mà không, người ta có thấy ta làm cái gì đâu, mới gọi là làm. Chỗ nó nghe không hiểu. Làm tất cả việc mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là làm. Cho nên mà ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, cúng cho một đức Phật hay là một la hớn không bằng cúng cho một người vô tu vô chính. Ghê gớm chưa? Đâu phải họ tu vô chính đâu. Vô tu vô chính nghĩa là chứng mà không phô trương, tu mà không phô trương mới gọi là. Cho có nhiều người bây giờ không chứng gì hết mà cứ khoe mình chứng này chứng kia đó, thì đức Phật gọi là đại vọng ngữ. Cho nên ở đây á, vị Phật tử này rất có lòng, nhưng nên đi tìm thầy của mình hay những bậc thiện tri thức trình bày cái sự tu tập của mình. Ông là ví dụ vậy nè, 4 giờ sáng dậy tụng lăng nghiêm, 9 giờ sáng sám hối, 11 giờ trưa cúng ngọ. Trời ơi, thời khóa rất là nghiêm mật. Con nó đi làm về không đứa nào ngủ được hết. Đứa đi làm ca đêm 4 giờ nó về thì bị 4 giờ khuya tụng. Đứa đi làm ca giữa giữa về, nó đưa con nó về, nó muốn ngủ bị 9 giờ mình sám hối. Rồi cái đứa mà muốn ngủ ca chiều một chút để tối nó đi làm bị mình công phu chiều. Mình tu đúng hả? Tu đúng bài bản, tu đúng giờ mà tại sao đứa nào nó cũng chấm mình hết? Đấy. Nhiều khi mình tụng kinh đúng cho mình mà sái giờ với người khác. Người ta không quan hệ với mình. Quý vị hiểu, nhận được cái chỗ mà nói. Cho nên nhiều khi mình thấy mình tu đúng, ví dụ ăn chay. Mình không ăn tỏi, ăn hành đó là chuyện của mình. Nếu mình chấp nhận vô trong quán những cái món ăn nó có một chút xíu đó, ăn được thì ăn, ăn không được thì thôi, không có gì quan trọng đó. Mình chưa nghe ai nói tôi thành Phật nhờ cử ăn tỏi ăn hành, mà cũng không nghe ai nói đọa địa ngục là do ăn lỡ nhầm hành với tỏi. Trời ơi, có một chút tỏi hôi quá. Trời ơi, tôi ăn chay nên nó hôi, nhưng mà bữa nào bữa ăn tí tí. Ăn tỏi ngâm chua, ăn đủ thứ hết, ăn nước mắm rồi tỏi cả chén không sao, mà bữa nay ăn chay chút cái chữ tỏi. Mình không ăn là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mình đi đâu ăn được thì mình ăn, không được thì yên lặng mật hạnh. Không cần phải phô trương mình không ăn tỏi gì hết. Mình tu vậy ai nói gì? Bình thường chị ngồi làm chú chồng ngon món mắm gì vậy? Cho tôi miếng vậy mà bữa nay ăn chay còn xích xích ra coi chừng nước mắm dài vào tôi. Tôi tu vậy mà ghét. Là ví dụ lên nha. Chứ còn đây là một người tu dễ thương mà dám trình bày, để sẵn dịp rồi mình chúng ta cùng nhau quán chiếu cái này. Có đôi khi mình rầy những cái vị khác, nhưng mình phải biết sử dụng ngôn từ để mình nói, để người ta không phiền. Ông bà nói ví dụ Đức Phật dạy đó, là một tỳ kheo thì phải cẩn thận lời nói và hành động. Lời nói mà không làm khổ người khác đó, nó thuộc trong cái nhóm giới gọi là ác thuyết. Còn hành động mà làm cho người ta phiền não khổ đau là ác tác. Cho nên là 250 giới nghe nhiều vậy đó, nhưng mà thật sự chi tiết của những giới nó nằm ở trong vấn đề quan nghi tế hạnh của mình. Nói giới để làm gì? Để chúng ta sợ mà giữ thôi. Ví dụ như nói là có một cái giới là không được ăn đồ ăn cách đêm thành giới. Nó ủa sao kỳ vậy, ăn đồ ăn cách đêm là mình tiếc rẻ chứ sao không được. Nhưng mà mình phải hiểu thời đó không có microwave, không có tủ lạnh. Nếu mình ăn như vậy mình bệnh rồi, mình sao tiếp tục tu hành được. Xin lỗi, nhiều khi mình ăn xong mình trúng thực.
mình tiêu chảy, mình phổ tả, mình ảnh hưởng sức khỏe đại chúng. Cho nên Đức Phật rất tâm lý. Thời xưa thời Phật là không cho ăn đồ ăn cách đen, bởi ai như đó không có tủ lạnh cấp, không có máy để hâm, chùa không có bếp, nếu lỡ ăn vô bệnh tật lây trong chúng, không cho. Nhưng mà thời nay mình có tủ lạnh, mình có máy hâm, mình có lò bếp trong chùa, thì chuyện cất đồ ăn lại không có chuyện luôn. Mình hiểu được cái chỗ đó, tu nhẹ nhàng, tu không có gì ràng buộc, mà càng tu càng thấy Đức Phật rất linh động. Bởi vì thời Phật là không có bếp trong chùa, đi cất thực ngày ăn một cử. Nếu một cái bát nói về, về trộn lên rồi chia hai. Cho nên Đức Phật là đệ nhất buffet. Bây giờ là mình để hàng là mình tự mình lấy, cái thời xưa cầm tô ai bỏ gì buffet cái gì nữa. Thưa đại chúng, là thôi thì cuối cùng á, thì Pháp Hòa cũng chỉ muốn nói tất cả chúng ta ai cũng đang thực hành một cái cách tu nào đó. Nhưng hãy cẩn thận, nếu mình cảm thấy là người thân mình á không có thoải mái với cách tu của mình thì mình phải nên coi lại cái lý do này. Còn nếu mà mình thấy là mình làm hết tất cả rồi, thiện duyên phúc cũng xác chứng cho mình rồi, mà người ta vẫn chống bán mình, thì biết là mình với người đó có tốt cha. Như Đức Phật vậy, cô Tôn Đà Lị ôm độn cái bụng chữa vô vu oan cho Phật. Ngài Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật, vẫn còn tìm mọi cách để hại Phật. Thế thì chúng ta tu cũng vậy, có những người như Đề Bà Đạt Đa hay Tôn Đà Lị, điều đó cũng là chuyện bình thường. Thôi thì đạo hữu cố gắng cầu thỉnh thiện tri thức, các bậc thầy của mình chỉ giáo cho mình. Nếu các vị đã xác chứng cho mình cái cách tu mình là không có gì trở ngại, mà những người xung quanh mình dẫn chống mình, thì biết đây là chướng ngại của người tu. Nhưng đừng để họ làm khổ mình. Nếu mà mình để họ trong lòng mình, mình buồn giận họ, thì họ biến thành chướng nạn. Còn nếu họ chỉ ở bên ngoài, họ phiền não với mình, thì gọi là chướng ngại. Thôi chúc đại chúng an lành.